Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh dù có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, thậm chí nhiều nơi đã được bố trí cầu bộ hành, song người dân vẫn bất chấp mà băng qua đường. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 thông tin, đơn vị đã xử phạt nhiều người đi bộ do qua đường không đúng quy định. Đại diện PC08 cho biết, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã xử phạt 9 trường hợp đi bộ không đúng quy định. Với những người đi bộ không đúng quy định, sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt từ 60.000 đồng cho đến 100.000 đồng. Thời gian tới, lực lượng PC08 tiếp tục theo dõi, xử phạt các trường hợp đi bộ sai quy định, gây mất an toàn giao thông ở thành phố, vị đại diện này cho biết.